Hello anh em, hôm nay mình giới thiệu một cái mạch kết nối không dây Bluetooth ha. Mạch này thì chúng ta có thể sử dụng để setup những cái FC, F3, F4, F7 mà chúng ta sử dụng Bluetooth để chúng ta kết nối qua điện thoại ha. Thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà hay sử dụng để gọi là cài đặt cho cái FC này, hoặc là các bạn muốn tune PAD khi mà các bạn bay ở ngoài trời mà một cách nhanh nhất mà không cần phải dùng tới cái máy tính nữa các bạn. Thì hôm nay mình sẽ là review sơ cho các bạn coi một cái sản phẩm này ha. Thì cái sản phẩm này thì nó cũng mới, thì nó cũng không mới đâu, nhưng mà cái dòng này thì là dòng mới. Còn cái công nghệ này thì thực ra thì ngày xưa mình đã review rồi. Thì hôm nay mình sẽ review trên cái thiết bị này nhá. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ từ 2 cho đến 8S, nên đâm ra là các bạn có thể cấp nguồn pin lipo thoải mái nha. Đó. Và trên tay mình là mình sẽ sử dụng một cái FC ha. Đây là một cái FC brush thôi. Nhưng mà mình làm mẫu cho các bạn coi thôi ha. Thanh phát của mình rồi. Ok, thôi mình vô cái speed DB đi. Rồi, ở đây thì mình sẽ get star nha. Ok, bây giờ mình sẽ plot này. Đó, thì ở đây các bạn thấy ha, nó sẽ hiện cái thiết bị lên này, chúng ta kết nối ha. Thì khi kết nối thì các bạn thấy ở đây nó có cái gì, nó có cái đèn màu xanh nó sáng nha. Ở đây thì nó dùng password. Bây giờ mình sẽ thử skip coi nó kết nối không. Continue, rồi vẫn kết nối nha. Thì các bạn lưu ý này, khi mà nó kết nối rồi thì các bạn thấy ở đây nó có tín hiệu nha. Đây là cái chiều la bàn này ha. À, cái đây này, đây này, đó các bạn. Khi mà mình xoay á các bạn thấy ở đây nó có cái la bàn nó xoay này nha. Đó, đây là hướng máy bay này. Đó. Còn đây là cái gọi là cái Nghi Pro này các bạn. Đấy. Kinh chưa, kinh chưa. Rồi. Đó, Nghi Pro ha. Ok. Bây giờ mình sẽ qua cái tab khác thử coi. Rồi, expect mode này. Đó. Cái con này thì nó vô hẳn bên trong được luôn này các bạn. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ cài đặt được cái gì, cài đặt được luôn là cái port này. Ở đây nó có ba port nha, ba port này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gọi là vô cái phần system được này ha. Các bạn cứ vô các bạn chỉnh thoải mái thôi. Vô cái system 2.67 nè. Acro Baro if support à. Cái này thì các bạn có thể điều chỉnh nó giống như là ở trên máy vi tính vậy đó. Đó, rất là ok ha. Nhiều tùm lum tà la hết. Sau khi set xong các bạn cứ save and reboot lại thôi. Cái save and reboot là tự động nó nhận nha các bạn. Hiện tại thì trên cái con FC này thì nó tích hợp luôn RX rồi. Dòng này dòng rồi tích hợp RX mà có OSD luôn các bạn. Đó. Và đây thì nó có phần pin này. Rất là gọi là rất là chi tiết luôn ha. Cái này anh em thì cứ thoải mái mà setup thôi. Đó. Đây nó có cái gì, cái filter luôn này. Xuống tiếp. Kết pit này, BD này các bạn. À, cái này thì nó sẽ rất là cần cho các bạn mà ví dụ mang ra ngoài các bạn tune PD á. Đó. Ví dụ các bạn tune sao mà bay cho nó mượt á thì các bạn sẽ vô đây các bạn tune này ha. Đó, các bạn cứ điều chỉnh bình thường thôi nha. Đó. Sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta cứ xây lại thôi các bạn. Nó cũng không có gì gọi là khó khăn hết. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta gọi là setup luôn cả cái điều khiển nha. Đó. Các bạn khi nào kết nối điều khiển nó sẽ hiện những cái thông số, những cái kênh lên đây này thì chúng ta setup ha. VC này ha, này SBUS nè, con này nó tích hợp SBUS sẵn rồi đó. Con này telemetry RSI ha, min max ga này. Nhiều lắm luôn. Mod ha, rồi chúng ta sẽ S thì các bạn S range cho thôi ha. Nếu mà các bạn set cái channel nào á ha thì các bạn có thể S cái range vô, sau đó chúng ta save xây lại nha. Đó, angle hay là horizon thì cũng vậy, tương tự ha. Con này thì nó không có hỗ trợ GPS nha, gắn rời ha.
Rồi xuống đây là phần test motor các bạn. Các bạn lưu ý nha, cái con quad của chúng ta thì thường chúng ta sử dụng quad X ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái stick này để gọi là đảo chiều motor các bạn. Đó. Khi mà các bạn click vào đây các bạn xoay lại á, thì các bạn sẽ đi theo cái mô hình này nha. Còn nếu mà tắt thì các bạn sẽ đi theo cái mô hình 1, 4 là theo theo chiều kim đồng hồ, 2, 3 là ngược chiều kim đồng hồ. Và cái mặt này là mặt brushes ha. Đó, thì brush này. Ok. Đó. Vậy thôi, rất là đơn giản nha các bạn. Ở đây nó còn tùm lum hết này, nó còn cái phần sập vô ở đây nữa này. Quá trời ông địa luôn. Đó, OSD này, đó, con này có OSD nha. Này, chúng ta có thể chỉnh được OSD luôn. Rất là ok ha. Đó, LED này. LED strip ha. Ở đây nó có phần VTX nữa. Đó, nó hỗ trợ cả VTX luôn này các bạn. Đó, nếu mà các bạn sử dụng những cái chân mà điều khiển VTX ở trên cái FC á, qua một cái OS nha, thì các bạn có thể vô đây điều chỉnh cái channel luôn. Đó. Đây nó có hỗ trợ một số cái VTX này ha. Rồi xuống đây là cái phần what is this, black box ha. Con này thì không có black box rồi. Rồi hết. Đó thì đây là một trong những cái thiết bị nha các bạn. Thiết bị này để cho chúng ta có thể cài đặt ha. Cài đặt FC. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ một con FC này các bạn cài đặt được hết nha các bạn. Không có nhất thiết là nó không có loại trừ nha các bạn. Thì cái cổng này là cổng micro, nếu mà các bạn muốn sử dụng cái cổng Type-C các bạn sử dụng một cái đầu chuyển nha. Đầu chuyển từ micro sang Type-C để các bạn set up cho những cái FC Type-C ha. Đấy, thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ vô trực tiếp cái phần mềm này, chúng ta có thể add cái thiết bị vô nha các bạn. Và sau khi add xong thì các bạn nó sẽ lưu ở đây này. Thì sau đó các bạn cắm bất kỳ một cái FC nào thì các bạn vô đây các bạn click cái là nó sẽ tự động nó nhận nha. Đó. Thì cái thiết bị này thì giá nó cũng khá là rẻ thôi. Đó, bạn nào cần thì inbox cho mình nha. Cái này lần trước mình đã bán một số dòng rồi, nhưng mà dòng trước thì nó hơi thô, nó to. Dòng này nó rất là gọn. Cái này là mình đã hàn rồi nha các bạn. Mình đã hàn sẵn rồi để mình test, mình review cho các bạn. Rồi bạn nào mua cái con này luôn cũng thì hàn sẵn thì tốt tốt hơn ha. Còn bạn nào mà mua chưa hàn thì các bạn về tự hàn nha. Đó, rồi, ok.